của nhân dạy. Sống khôn sẽ biết tiết kiệm ba thứ này để cả đời thịnh vượng. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy của nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, cuộc sống hữu hạn và thời gian là quý giá. Ngay cả khi sống được đến 100 tuổi, quý thời gian mà chúng ta dành cho bản thân mỗi ngày sau khi ăn, ngủ, làm việc thật sự rất ít. Biết là vậy nhưng nhiều người vẫn không biết cách quản lý thời gian, trì hoãn, bỏ lỡ cơ hội hay làm những việc vô nghĩa. Thậm chí chúng ta sẵn sàng bỏ bê cơ thể và sức khỏe chỉ vì cái cớ bận rộn, không có thời gian. Nhiều người khi gần cuối đời mới hối hận về những gì mình chưa làm tốt, những điều mình đã lãng phí, nhưng đã quá muộn. Tốt hơn hết, hãy tận dụng hiện tại, trong thời gian có hạn, để sống một cuộc đời ý nghĩa. Cuộc đời mỗi người đều có ba điều tối quan trọng này, phải tiết kiệm và không được phung phí. Dù giàu có đến đâu, nếu lãng phí ba điều này, bạn sẽ sớm rơi vào cảnh kiệt quệ, khiến cuộc sống vừa ngắn ngủi vừa tồi tệ hơn, lún sâu trong vòng lẩn quẩn nghèo khó. Nếu ai mà tiết kiệm được ba thứ này thì chắc chắn nửa đời sau sẽ thịnh vượng. Bạn muốn biết, hãy bình luận số 1 và cùng Lắng Động Radio phân tích trong video dưới đây. Thứ nhất, đừng lãng phí sức khỏe của bạn. Các bạn có cho rằng sức khỏe chính là điều quan trọng nhất cuộc đời bạn hay không? Kỳ thực mà nói, cuộc sống con người vốn ngắn ngủi. Ta hối hả, vội vã chạy đua với thời gian, mãi mê theo đuổi những mục tiêu, tham vọng mà quên đi giá trị cốt lõi của cuộc sống, sức khỏe. Chỉ khi đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, ta mới thực sự nhận ra tầm quan trọng vô giá của sức khỏe bản thân. So với sức khỏe, những thành công, thất bại, tiền tài vật chất đều trở nên mờ nhạt. Có sức khỏe, ta mới có thể theo đuổi ước mơ, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn bên những người thân yêu. Ngược lại, khi thiếu đi sức khỏe, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Sức khỏe là nền tảng cho mọi hoạt động trong cuộc sống. Nó là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc và thành công. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần ta cũng trở nên sảng khoái, minh mẫn, từ đó có thể làm việc hiệu quả và gặt hái được nhiều thành tựu. Đừng để những lo toan, bộn bề của cuộc sống cuốn ta vào vòng xoáy hối hả, khiến ta quên đi việc chăm sóc bản thân. Hãy dành thời gian cho việc tập luyện thể dục thể thao, duy trì chế độ ăn uống hợp lý và có giấc ngủ đầy đủ. Hãy trân trọng sức khỏe, bởi nó là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Hãy nhớ rằng, tiền kiếm được nhiều hay ít so với sức khỏe cũng chỉ là thứ vặt vãnh nhỏ bé. Đừng để những tham vọng, toan tính che mờ đi giá trị đích thực của cuộc sống. Hãy trân trọng sức khỏe bởi nó là vốn quý muôn vàng, là hành trang vô giá cho ta trên hành trình chinh phục ước mơ và tận hưởng hạnh phúc. Sức khỏe mang lại một sự tự do và hạnh phúc mà rất ít người nhận ra cho đến khi họ không còn nữa. Hôm nay, nếu bạn quên đi điều quý giá nhất là sức khỏe, ngày mai bạn sẽ phải ân hận. Tỷ phú Bill Gates đã từng khẳng định, không có gì quan trọng hơn sức khỏe. So với sức khỏe thì của cải và công nghệ cao chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Đúng vậy, khi sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, ta có thể tự do theo đuổi ước mơ, tận hưởng niềm vui cuộc sống bên những người thân yêu. Ngược lại, khi thiếu đi sức khỏe, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Có thể ví von, sức khỏe như con số 1 đầu tiên trong dãy số, còn những thứ khác như tiền tài, vật chất chỉ là những con số 0 đằng sau. Nếu ta có 1, nghĩa là ta có nền tảng để gặt hái thành công và hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu thiếu đi số 1, dù ta có bao nhiêu số 0 thì giá trị cũng sẽ bằng 0. Lắng Động Radio thấy rằng, sức khỏe không đồng nghĩa với việc ta sẽ có tất cả mọi thứ. Nhưng khi thiếu đi sức khỏe, ta sẽ chẳng còn gì. Một cơ thể ốm yếu, bệnh tật sẽ khiến ta mất đi khả năng lao động, học tập, vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Nó cũng trở thành gánh nặng cho bản thân và gia đình. Khi bạn khỏe mạnh,
bạn có thể không cảm thấy sức khỏe quan trọng như thế nào, hay giàu có thì như thế nào. Nhưng khi bạn mất đi sức khỏe, bạn sẽ cảm thấy sức khỏe thực sự là thứ quá quan trọng. Sức khỏe thường là một khi bạn mất đi, bạn sẽ ngạc nhiên rằng nó đã từng tồn tại. Và rồi bạn sẽ biết rằng mình nên trân trọng nó. Và bạn sẽ nhận ra rằng sức khỏe là thứ không thể tách rời khỏi bạn. Chỉ cần sức khỏe còn thì tiền đâu thể không kiếm được. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người chưa nhận ra sự quý giá và tầm quan trọng của sức khỏe. Bởi vì họ tham lam với thú vui hoặc sự thành công trong sự nghiệp và tích lũy của cải. Họ đang tùy ý phung phí hoặc thậm chí hủy hoại sức khỏe của mình. Làm việc quá sức, thiếu ngủ, ăn quá nhiều, lười vận động, hút thuốc trong một thời gian dài, uống rượu quá độ. Lối sống không lành mạnh đã làm suy kiệt sức khỏe con người một cách vô thức. Một khi bạn đã phải chịu đựng đủ thứ và phải tốn rất nhiều tiền để đổi lấy sức khỏe thì thường là quá muộn. Nếu bạn trân trọng cuộc sống của mình thì bạn luôn nên quan tâm đến sức khỏe, quý trọng sức khỏe như thứ của cải quý giá nhất đời mình. Đừng rơi vào cái vòng luẩn quẩn tuổi trẻ đổi sức khỏe lấy tiền, tuổi già đổi tiền lấy sức khỏe. Thứ hai, đừng lãng phí tiền của bạn. Lắng động radio sẽ hỏi bạn một câu. Nếu bạn trúng xổ số 10 tỷ, bạn sẽ làm gì với số tiền đó? Có phải là mua nhà cao cấp và vô số xe hơi sang trọng? Hay gửi vào ngân hàng? Hay quyên góp tất cả cho tổ chức từ thiện? Câu trả lời trong đầu bạn đã phơi bày quan điểm của bạn về tiền bạc và tiêu dùng. Và nếu bạn nghĩ khi mình có số tiền đó, bạn sẽ có cuộc sống an nhàn, hưởng phúc, hãy bình luận số 3 này nhé. Kỳ thật, trong xã hội có quan niệm khá phổ biến cho rằng phú quý sinh lễ nghĩa, giàu có sinh ra xa xỉ, hoang phí. Quan niệm này không hề sai. Thực tế, vì quan sát cuộc sống, ta dễ nhận ra điều này. Khi đủ đầy vật chất, thậm chí là thừa, người ta dễ coi thường vật chất và hoang phí nó. Tuy nhiên, cũng chính quan điểm có tính thưởng thức này làm cho đa số mọi người mất cảnh giác với lối sống của chính mình và gia đình. Trên thực tế, không phải chỉ các gia đình, các cá nhân giàu có mới có lối tiêu dùng, sinh hoạt hoang phí. Trong rất nhiều trường hợp, chính các gia đình chưa thoát nghèo hoặc chỉ có đời sống vật chất khá hơn một chút so với mức nghèo cũng hoang phí. Quan sát cuộc sống xung quanh hoặc nhìn lại lối sống của chính mình, gia đình mình, bạn sẽ nhận ra điều đó. Người chưa giàu cũng có thể sống xa xỉ, hoang phí khi không quản trị tốt đời sống của gia đình hay của cá nhân mình. Biểu hiện của lối sống xa xỉ, hoang phí này rất đa dạng. Đó có thể là lối tư duy, no dồn, đói gấp. Bình thường thiếu thốn không có gì ăn. Đến khi có thì ăn uống linh đình, khiến thức ăn thừa mứa, hư hỏng và cơ thể phải hấp thu một lượng lớn chất dinh dưỡng có hại cho cơ thể. Đó cũng là quan niệm đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết, với mâm cao cổ đầy chỉ để trưng bày cho sang hoặc thỏa mãn khi nhận được lời khen của người khác. Kết quả là sử dụng lãng phí nguồn lực vật chất của gia đình và phung phí khi không sử dụng hết thức ăn đúng hạn, đúng cách. Chuyện hoang phí của những nhà chưa giàu cũng thường gắn với tâm lý sĩ diện, muốn dùng hình thức bên ngoài, các công cụ, phương tiện vật chất để đổi lấy sự quan tâm, ngưỡng mộ, thán phục, tôn trọng của người xung quanh. Xuất phát từ tâm lý tự ti về vật chất, người ta dễ nảy sinh thói quen chi dùng hoang phí cho lối ăn, mặc, ở, hào nhoáng, học đòi, kiểu trưởng giả học làm sang, không xuất phát từ nhu cầu thực tế và điều kiện cụ thể của bản thân và gia đình. Kết quả là những ngôi nhà đẹp đẽ, to lớn, mọc lên, nhưng bên trong trống rỗng. Nhiều căn nhà xây bỏ dở giữa chừng, để lại cho chủ nhân một khoản nợ khổng lồ, chưa biết bao giờ mới có thể trả hết. Những chiếc xe hơi đẹp đẽ được mua nhưng ít khi được sử dụng và không được sử dụng hiệu quả. Những chiếc điện thoại đắt tiền không bao giờ được sử dụng hết công năng hoặc không tương xứng với điều kiện, tình trạng kinh tế của chủ nhân. Dù là ai khi nghe được vấn đề này
Các bạn hãy nhìn lại xem mình đang dùng điện thoại gì và quan sát bạn bè xem họ đang dùng điện thoại nào. Có phải là rất nhiều người là con của các gia đình có kinh tế bình thường hoặc còn đang khó khăn nhưng hiện đang sử dụng những chiếc điện thoại xịn nhất, đắt tiền nhất, mốt mới nhất không? Thực sự khi nghe đến đây, Lắng Động Radio cảm thấy rất buồn. Vì họ chỉ vì chút hào nhoáng bên ngoài mà không để ý đến người thân của họ phải sống chắc bớp ra sao. Lối sống coi trọng ăn nhậu cũng là một vấn đề lớn, kìm hãm người ta trong nghèo đói. Dân gian có một câu nói chí lý, dù không phải khi nào cũng đúng. Giàu ham việc, nghèo đói ham ăn. Trong đời sống người ta dễ động lòng trắc ẩn, có sự cảm thông, bao dung, đồng cảm với người yếu thế, người nghèo khó. Đó là chuyện thường tình và là thưởng thức trong xã hội loài người. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào sự thật, các bạn và tôi cũng phải công nhận một điều rằng không phải khi nào nghèo khó cũng đi kèm với chăm chỉ, tự trọng và có chí tiến thủ. Đôi khi, trong nhiều trường hợp nó lại song hành với sự trụy lạc, mất phương hướng và bế tắc. Giàu có sống xa hoa với tiệc tùng đã là điều không tốt. Nhưng chưa giàu hay đang sống trong nghèo khó mà say sưa với ăn nhậu triền miên là điều rất dở và rất đáng trách. Sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nghèo. Sau đó suốt thời đi học, tôi lại phải lăn lộn tự lập kiếm sống. Vì vậy tôi đã chứng kiến thói quen ăn nhậu của chính những người không lấy gì làm giàu có. Hơi một tí là ăn uống, hơi một tí là nhậu nhẹt say sưa. Thói quen sinh hoạt này ngấm vào bản thân từ nhỏ. Sự thiếu thốn phương tiện giải trí lành mạnh, thiếu nền tảng văn hóa và tư duy minh triết trong nhìn nhận cuộc sống là những yếu tố đã đẩy rất nhiều người chưa thoát nghèo vào lối sống này. Những cuộc ăn nhậu đó không chỉ bào mòn kinh tế gia đình, làm lãng phí sức khỏe, thời gian, làm nhục đi ý chí tiến thủ trong cuộc sống, mà còn gây ra nhiều hệ lụy khác như chứng nghiện rượu, bạo lực và thói bê tha trong sinh hoạt đời thường. Có tiền thì không nên phung phí, không có tiền thì nên tiết kiệm, không sống xa hoa. Mọi nhu cầu của cuộc sống đều luôn xoay quanh đồng tiền. Có tiền trong tay, lúc khó khăn mới có thể bình tĩnh xử lý, cuộc đời mới yên ổn được. Những người kiểm soát tốt tiền bạc có thể kiểm soát cuộc sống của họ tốt hơn. Thứ ba, đừng lãng phí lòng tin của người khác đối với bạn. Các bạn có phải là người coi trọng chữ tín của mình hay không? Nếu có, bạn hãy bình luận số 2 này nhé. Từ xa xưa, người Việt đã đề cao giá trị của chữ tín, coi trọng lời nói và xem đó là thước đo phẩm giá của mỗi người. Nhất ngôn chi quý, cửu bích chi tín. Câu nói ấy đã khẳng định tầm quan trọng vô cùng to lớn của chữ tín trong đời sống con người. Thành tín là gì? Đó là phẩm chất đạo đức thể hiện qua sự trung thực, giữ lời hứa, cam kết và trách nhiệm trong mọi hành động và lời nói. Người có chữ tín là người luôn nỗ lực thực hiện lời hứa của mình, dù gặp khó khăn hay thử thách. Họ sống quang minh chính đại, lấy chữ tín làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Tại sao chữ tín lại quan trọng đến vậy? Bởi vì nó là nền tảng xây dựng niềm tin giữa con người với nhau. Khi ta giữ chữ tín, mọi người sẽ tin tưởng, tôn trọng và quý mến ta. Nhờ vậy các mối quan hệ xã hội trở nên bền chặt, gắn bó, tạo điều kiện cho sự hợp tác và phát triển chung. Ngược lại, kẻ thất hứa, thiếu trung thực sẽ đánh mất niềm tin của mọi người. Họ sẽ bị xa lánh, cô lập và không thể gặt hái được thành công trong cuộc sống. Lịch sử đã chứng minh, những kẻ phản bội, thất tín cuối cùng đều chuốc phải hậu quả đắng cay. Vậy làm thế nào để rèn luyện chữ tín? Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống. Khi đã hứa với ai điều gì, hãy cố gắng thực hiện bằng mọi khả năng. Tránh hứa những điều mà bản thân không thể làm được. Luôn trung thực trong lời nói và hành động. Không gian dối hay lừa lọc. Biết lỗi nhận sai và sửa chữa khi mắc lỗi. Trong cuộc sống, những thứ đoạt được nhờ thất tín thì không thể tồn tại lâu dài. Người mà không giữ chữ tín thì vĩnh viễn không có bạn bè chân chính, cũng không thể thành tựu được sự nghiệp. Một thương nhân dựa vào lừa gạt, hãm hại người khác thì chỉ kiếm được chút tiền trong nhất thời
mà không thể trở nên phú quý thực sự. Một người không có học vấn cũng có thể miệng lưỡi thao thao bất tuyệt, nhưng một khi mọi người biết được trình độ thật của họ thì sẽ không còn ai bị những lời ấy mê hoặc nữa. Một người lãnh đạo mà nói không giữ chữ tín thì người dưới quyền sao có thể trung thành, giữ chữ tín với họ được, thậm chí còn mang tâm lý khinh miệt, không hề có chút niềm tin. Người ngày nay cho rằng lời nói gió bay, nhưng cổ nhân lại cho rằng lời một khi nói ra thì có trời đất chứng giám. Cho nên đừng vì tùy hứng mà hứa rồi lỡ thất tín với người khác. Chúng ta cần phải noi gương người xưa, coi trọng việc giữ chữ tín, như thế mới có thể khiến cho xã hội này trở nên tốt đẹp hơn, đáng tin hơn. Lão Tử đã từng khẳng định, người nếu không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng, sự nghiệp không có uy tín thì không thể phát triển, và một quốc gia không có uy tín, ác sẽ suy tàn. Quả vậy, khi ta đánh mất niềm tin của người khác, đồng nghĩa với việc đánh mất đi giá trị bản thân và cơ hội thành công. Niềm tin là thứ vô cùng mong manh, dễ bị tổn thương bởi những lời hứa suông và hành động thiếu trách nhiệm. Khi ta thất hứa, ta không chỉ khiến người khác thất vọng, mà còn tự đánh mất đi giá trị của bản thân. Lòng tin bị sứt mẻ sẽ khó lòng hàn gắn, dẫn đến những hậu quả khó lường trong các mối quan hệ và công việc. Ngược lại, khi ta giữ chữ tín, ta sẽ được mọi người tôn trọng và tin tưởng. Niềm tin ấy là nền tảng cho sự hợp tác hiệu quả, giúp ta đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. Một xã hội mà con người đề cao chữ tín sẽ là một xã hội văn minh, phát triển và thịnh vượng. Vì vậy, hãy trân trọng lời nói của bản thân, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hứa hẹn và cam kết thực hiện lời hứa của mình. Hãy coi trọng chữ tín như một phẩm chất đạo đức quan trọng để xây dựng cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, đáng tin cậy. Cơ thể khỏe mạnh, trong tay có tiền, xung quanh có bạn bè thì sẽ có thể tươi cười đến điểm cuối cùng. Quý vị thân mến, đến đây ta có thể thấy rằng con người thế gian ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi. Vì vậy, bất kể việc lớn nhỏ nào, người ta đều xem phong thủy, đặc biệt là người phương Đông. Nói đến phong thủy, nhiều người thường nghĩ đến những yếu tố bên ngoài như đất cát, nhà ở, v.v. Nhưng kỳ thực trên thân người có 3 điểm phong thủy làm thay đổi vận mệnh của một người mà rất nhiều người lãng quên. Vậy 3 điểm phong thủy quan trọng trên thân người có thể làm thay đổi vận mệnh của người đó là gì? Mệnh lý học đưa ra 3 điểm phong thủy sau. Điểm phong thủy thứ nhất, miệng. Miệng là cửa ngõ của cơ thể, là nơi phát ra lời nói, là công cụ giao tiếp và thể hiện bản thân. Lời nói có sức mạnh to lớn, có thể xây dựng cũng như phá hủy, tạo phúc hay chiêu mời họa. Do đó, nuôi dưỡng lời nói thiện lành là điều vô cùng quan trọng để vun đắp cho cuộc sống an yên và hạnh phúc. Điểm mấu chốt đầu tiên chính là lòng vị tha và sự tế nhị. Hãy nhớ rằng mỗi người đều có những điểm thiếu sót, những khuyết điểm riêng. Thay vì bốc trần, phơi bày những điều đó trước mặt mọi người, hãy lựa chọn những lời nói nhẹ nhàng, góp ý tế nhị để giúp họ nhận ra và sửa đổi. Lòng trân trọng và độ lượng sẽ giúp bạn xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, vun đắp thiện duyên và tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Hãy cẩn trọng với lời nói của bản thân. Rượu ngon uống mãi cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhảm. Nên lựa chọn lời nói ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, tránh lan man, dài dòng, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Nói đúng trọng tâm, diễn đạt rõ ràng, điềm đạm sẽ giúp bạn truyền tải thông điệp hiệu quả và tạo ấn tượng tốt đẹp. Có một câu chuyện kể về nhà văn vĩ đại người Mỹ Mark Twain. Mark Twain nghe bài thuyết giảng của một mục sư tại nhà thờ. Ban đầu, ông rất cảm động trước bài diễn văn, còn dự định sẽ lấy một khoản tiền lớn để quyên tặng nhà thờ. Nhưng sau vài phút, vị mục sư vẫn tiếp tục nói, còn Mark Twain cảm thấy bắt đầu nhàm chán và quyết định giảm số tiền này xuống một nửa. Sau 10 phút, vị mục sư trên bục vẫn đang huyên thuyên không ngừng. Mark Twain cảm thấy không chịu nổi nữa,
ông quyết định sẽ không quyên tặng tiền nữa. Câu chuyện về nhà văn Mark Twain là minh chứng cho sức mạnh của lời nói. Khi lời nói trở nên nhàm chán, thiếu đi sự tinh tế và trân trọng, nó có thể khiến người nghe mất đi thiện cảm và niềm tin. Hãy ghi nhớ bài học này để sử dụng lời nói một cách thông minh, khéo léo, góp phần xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và tạo dựng hình ảnh tích cực cho bản thân. Trong tâm lý, hiện tượng này gọi là hiệu ứng quá giới hạn, nghĩa là khi bị kích thích quá nhiều, quá mạnh và thời gian tác dụng quá lâu, sẽ dẫn đến tâm lý cực kỳ khó chịu và phản tác dụng. Vì vậy, trong cuộc sống không nên nói quá nhiều. Những người trí tuệ sẽ chỉ nói những lời thích hợp trong những lúc phù hợp. Không khoa trương, bà Hoa. Rất nhiều người thường thích nói lời khoa trương, khoe khoang về bản thân, giống như không nói ra thì không thể hiện được cái bản sự của mình vậy. Đây là điều rất kỵ húy. Cổ nhân có câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ý nói người tài còn có người tài hơn, cho nên khiêm tốn vẫn là tốt nhất. Không nên nói năng tận diệt một sự việc. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Ai cũng muốn bảo vệ quan điểm cá nhân, nhưng nếu vì tự tôn của bản thân mà chà đạp lên lòng tự trọng của người khác, thì bạn mới là người gánh tai họa. Ví dụ như bạn muốn bảo vệ dự án marketing của mình, vậy là bạn hợp tất cả các phòng ban lại và bác bỏ hết ý kiến đóng góp của họ. Với sự rạn nứt này, bạn sẽ gánh hậu quả tương tự trong công việc sau này thôi. Nói năng cần phải hàm xúc và phải để lại một đường lui cho đối phương. Những người sống biết người biết ta sẽ không bao giờ nói lời tận ngôn. Thay vào đó, họ sẽ để lại cho người khác vài lối thoát, lưu lại chút khẩu đức cho bản thân. Không nói lời vô nghĩa, không thích hợp. Người có trí tuệ cao, khi có việc cần nói sẽ nói. Không có việc thì bảo trì sự im lặng, tĩnh tại. Người nói những lời vô nghĩa không chỉ khiến người khác ghét bỏ mà còn chiêu mời họa. Thực tế chứng minh rằng, chỉ những lời nói đúng mực, chính xác và thích hợp mới có đủ sự thuyết phục đối với người nghe. Trong cuộc sống, những lời nói, lời giải thích sâu sắc được người khác hoan nghênh. Lời sáo rỗng, vô nghĩa khiến người nghe khó chịu. Điểm phong thủy thứ hai, tâm. Nhưng người xưa đã từng nói, tâm là phong thủy lớn nhất, tốt nhất của một người. Tâm hồn con người chính là cội nguồn của mọi suy nghĩ, hành động và quyết định vận mệnh của mỗi cá nhân. Nuôi dưỡng tâm thiện lương là hành trình tu dưỡng bản thân để hướng đến những giá trị tốt đẹp, gieo mầm cho một cuộc sống an yên và hạnh phúc. Nuôi dưỡng tâm thiện lương bắt đầu từ việc bồi đắp lòng nhân ái, coi trọng những điều thiện, lẽ phải. Người thiện lương luôn hướng thiện, sống chân thành, không vụ lợi, không mưu cầu những điều bất chính. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn, san sẻ yêu thương với mọi người xung quanh. Chính sự thiện lương ấy sẽ lan tỏa, tạo nên sức hút và kết nối những mối nhân duyên tốt đẹp. Lòng khoan dung là phẩm chất cao quý tiếp theo cần được vun đắp. Khi đối mặt với những khó khăn, thử thách hay những hành động không hay từ người khác, hãy học cách đặt mình vào vị trí của họ để thấu hiểu và tha thứ. Thay vì ôm hận, oán trách, hãy mở lòng khoan dung, vị tha. Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm và bình an hơn. Nhờ có lòng khoan dung, con người dễ dàng hóa giải mâu thuẫn, xây dựng những mối quan hệ hòa hợp và bền chặt. Nuôi dưỡng tâm thiện lương là hành trình rèn luyện không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, từ những hành động tử tế xuất phát từ trái tim chân thành. Khi gieo hạt giống thiện lương, bạn sẽ gặt hái được những quả ngọt trong tương lai. Một cuộc sống viên mãn, an yên và hạnh phúc sẽ đến với những ai sở hữu tâm hồn thanh tịnh, thiện lương. Nuôi dưỡng tâm khiêm tốn. Khiêm tốn là một loại mỹ đức, là một loại cảnh giới cao của tu dưỡng. Kiêu ngạo thì chiêu mời tổn hại, khiêm tốn thì được lợi. Con người nên là học theo sự khiêm tốn, vô tư và kiên định của đại địa. Có câu nói rằng, ngoại trừ một tâm linh chân thành, không có vẻ ngoài nào cao quý cả.
đã khẳng định giá trị to lớn của vẻ đẹp nội tâm. Giống như hoa đẹp cần có rễ, dòng nước trong cần có nguồn mạch. Vẻ đẹp ngoại hình chỉ thực sự tỏa sáng khi được tô điểm bởi tâm hồn cao quý. Do đó, tu dưỡng bản thân để trở thành người đẹp cả thân lẫn tâm là điều vô cùng quan trọng. Bồi dưỡng nội tâm là hành trình vun đắp tri thức và rèn luyện đạo đức. Chúng ta cần học tập thường xuyên, trau dồi kiến thức về mọi lĩnh vực, từ đó mở rộng tầm nhìn và bồi đắp trí tuệ. Đồng thời, đọc sách của các bậc hiền nhân để tiếp thu những bài học quý giá về đạo lý làm người, rèn luyện phẩm chất đạo đức và cách ứng xử phù hợp trong mọi hoàn cảnh. Luyện tập thường xuyên cũng là yếu tố quan trọng để tu dưỡng nội tâm. Hãy dành thời gian để quan sát, suy ngẫm về những điều xảy ra xung quanh, từ đó rút ra bài học và kinh nghiệm cho bản thân. Thực hành những điều tốt đẹp mỗi ngày, dù là việc nhỏ nhất, cũng góp phần bồi dưỡng lòng nhân ái, bao dung và lòng vị tha. Dịch kinh, cuốn sách cổ chứa đựng triết lý sâu sắc về vũ trụ và nhân sinh, đã chỉ ra rằng mọi quy luật vận hành của tự nhiên đều ẩn chứa bài học về đạo đức làm người. Hiểu được quy luật âm dương biến hóa, ta sẽ biết cách ứng xử linh hoạt, luôn giữ thái độ bình thản, ung dung trước mọi khó khăn, thử thách. Hãy ghi nhớ rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn tỏa sáng từ sâu thẳm tâm hồn. Bằng cách tu dưỡng bản thân, bồi dưỡng tri thức và rèn luyện đạo đức, chúng ta sẽ trở thành những người đẹp cả thân lẫn tâm, được mọi người yêu mến và trân trọng. Điểm phong thủy thứ ba, hành vi. Hành vi của mỗi người không chỉ đơn thuần là những cử chỉ, lời nói, mà còn là tấm gương phản chiếu phẩm chất đạo đức và giá trị con người. Mỗi hành động, dù nhỏ bé nhất, đều góp phần định hình vận mệnh và mang đến những hệ quả tương ứng. Đường đến thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng. Thành công đích thực luôn đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng thực sự và sự kiên trì bền bỉ. Bất kỳ con đường tắt nào, dù hứa hẹn lợi ích nhanh chóng, cũng tiềm ẩn những rủi ro và đánh đổi bằng những giá trị cốt lõi. Người chạy theo lợi ích nhất thời, bất chấp đạo đức, có thể gặt hái thành công tạm bợ. Nhưng nền tảng mỏng manh ấy sẽ sụp đổ trước thử thách của thời gian. Niềm tin vào quy luật nhân quả là kim chỉ nam cho mỗi hành động. Hại người để lợi mình chỉ mang đến những lợi ích ngắn hạn và đánh đổi bằng sự tổn hại cho bản thân. Gieo gì gặt nấy, những hành động phi đạo đức sẽ dẫn đến hậu quả tương tự, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hạnh phúc của mỗi người. Trong xã hội hiện đại, lòng tham và sự ích kỷ có thể khiến con người đánh mất đi những giá trị đạo đức quý giá. Đổi đức lấy lợi là hành động tự đánh mất bản thân, đánh mất niềm tin và sự trân trọng của cộng đồng. Cổ nhân đã dạy, họa phúc không tự nhiên đến, nó là do con người tự chiêu mời mà đến. Việc thiện hay việc ác đều đã có quả báo như hình với bóng. Niềm tin vào quy luật nhân quả chính là lời nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của đạo đức. Lựa chọn gieo thiện, vun bồi những giá trị tốt đẹp sẽ mang lại cho chúng ta một cuộc sống an yên, hạnh phúc và thành công đích thực. Hãy nhớ rằng, đạo đức là nền tảng cho mọi thành công và hạnh phúc. Hãy nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, rèn luyện lối sống đạo đức để góp phần xây dựng một xã hội văn minh và nhân ái. Quý vị thân mến, theo lời dạy của cổ nhân, chúng ta nhận thấy rằng việc tiết kiệm sức khỏe, tiền bạc và lòng tin của người khác là nền tảng cho một cuộc sống thịnh vượng. Sức khỏe là tài sản vô giá, cần được bảo vệ và chăm sóc. Tiền bạc nên được sử dụng khôn ngoan, tránh lãng phí. Lòng tin của người khác là điều quý báu, không nên làm mất đi. Bên cạnh đó, ba điểm phong thủy quan trọng, miệng, tâm và hành vi cũng có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của mỗi người. Học cách tiết kiệm và điều chỉnh những yếu tố này sẽ mang đến cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm lắng nghe. Các bạn hãy nhấn vào kênh để xem thêm nhiều video bổ ích khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.